quý vị, bản tin thế giới cho biết Saudi đã cấm các hãng hàng không sử dụng phi cơ thuộc dòng Boeing 737 Max. Giới lãnh đạo Saudi Arabia vào thứ Hai ngày 1 tháng 4 cho biết quốc gia này sẽ cấm các hãng hàng không quốc tế lẫn nội địa sử dụng dòng phi cơ 737 Max 8 do công ty Boeing sản xuất sau khi xảy ra hai vụ tai nạn hàng không thảm khốc khiến cho hàng trăm người bị thiệt mạng tại Indonesia và Ethiopia. Dòng phi cơ được nhiều người đặt hàng nhất của Boeing đã bị cấm bay kể từ tháng trước. Hãng hàng không giá rẻ của Riyadh có tên là Flydeal loan báo họ sẽ tái cân nhắc việc mua 30 chiếc phi cơ Boeing 735 Max sau khi cuộc điều tra về hai vụ tai nạn hàng không thảm khốc kết thúc. Hợp đồng này có tổng giá trị lên đến hơn 5.9 tỷ Mỹ kim. Hộp đen của chiếc phi cơ 737 Max vốn từng bị rơi ở Ethiopia đã được đưa tới Pháp để phân tích. Toàn bộ 157 hành khách và thành viên phi hành đoàn đều đã qua đời trong vụ thảm họa này, chỉ vài phút đồng hồ sau khi máy bay cất cánh khỏi phi trường Addis Ababa. Vụ việc đã khiến cho nhiều quốc gia trên thế giới quyết định ngừng bay phi cơ 737 Max và cổ phiếu của công ty Boeing vì vậy đã giảm đi.